Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Herod trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herod bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời rằng: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vì lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herod bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cùng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herod nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Hằng kiếm tìm Chúa. Thánh Augustino là một con người khao khát kiếm tìm chân lý. Sau hành trình nỗ lực học biết không ngừng, thánh nhân đã no thỏa được cơn khát đức tin và tìm gặp được chân lý vẹn toàn là chính Đức Kitô. Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc hài nhi Giêsu, ngôi hài Thiên Chúa, đã tỏ mình ra cho dân ngoại qua ba nhà chiêm tinh phương Đông, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã loan báo: dân ngồi trong tăm tối sẽ được nhìn thấy ánh sáng chói lòa. Đây là ngày trọng đại vì ơn cứu độ đã được thực hiện cho muôn dân. Ba nhà chiêm tinh là những người đã nhận ra được dấu chỉ của thời đại. Ấy là con Thiên Chúa sinh xuống cõi đời. Mặc dù là dân ngoại, đức tin của họ quả thật mạnh mẽ. Họ đã xem thấy, tin nhận và mau mắn lên đường kiếm tìm hài nhi Giêsu, Đấng vốn là nguồn mạch chân lý đang ở giữa trần gian. Con người ngày hôm nay dễ bị lôi kéo mà nghiêng chiều theo những thứ chóng qua, mau hư nát. Nếu như ai cũng biết gạt bỏ chúng, mỗi ngày hằng chăm chú kiếm tìm Chúa qua việc suy gẫm lời Chúa trong thánh lễ hay trong giờ kinh tối gia đình, thì hẳn nhiên đức tin của chúng ta sẽ kiên vững như ba nhà chiêm tinh khi xưa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng con mắt tâm hồn để chân thành nhận biết những dấu chỉ và thánh ý Chúa gửi đến trong cuộc đời chúng con. Amen.